Rồi, quý vị ở ngoài đường đây đó là chính phủ thấy tội nghiệp cho nên là cảm thương. Bây giờ đây thì chuẩn bị xây nhà trong đó, quý vị có thấy mỗi người một cái ô trắng đó đúng không? Đó quý vị, mỗi người một cái ô trắng như vậy đó. Đó, quý vị thấy chưa? À, thấy hoàn cảnh tội nghiệp cho nên là chính phủ của Gavin Newsom mới xây những cái nhà trắng ở bên đó. Quý vị thấy không, mỗi người một cái ô trắng như vậy đó. Cứ đi đâu đi, tối về đó ngủ. Và buổi trưa thì ăn ngày ba bữa, tắm rửa đôi ba lần ở ngoài đường ngoài xá, ok rồi. Có người lo hết cho nên là đừng có lo, cứ tới đây rồi chính phủ lo. Bạn không cần biết bạn già là ai, không cần biết bạn từ đâu, miễn bạn có mặt ở biên giới thì chúng tôi sẽ đưa vào trong này. Và bạn lang thang đầu đường xó chợ xong thì chúng tôi có xây dựng nhà cửa này, quý vị thấy chưa, mỗi người một cái ô như vậy đó, trong một cái mảnh đất to như vậy đó. Và bắt đầu từ đó thì quý vị có thể enjoy cuộc sống ở đất nước Hoa Kỳ này. Chỉ có một điều duy nhất, mai mốt chúng tôi cần ở bạn một lá phiếu mà thôi. Chúng tôi vừa qua cho quý vị coi một ít về ở tại thành phố Sacramento. Đây là góc đường Power Inn và Flooring. Nói có sách mách có chứng để cho quý vị thấy được đây là chính sách của đảng Cộng sản Dân chủ Hoa Kỳ.